Nghệ An xử phạt cơ sở quảng cáo hệ thống thẩm mỹ lớn nhất Việt Nam. Theo nguồn tin từ báo Lao động, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An đã thanh tra 9 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo. Đến nay đã xử lý vi phạm hành chính 3 đơn vị, mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Cụ thể, Viện Thẩm mỹ Quốc tế Royal tại số 296 Nguyễn Văn Cử, thành phố Vinh bị xử phạt về hành vi không thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo. Cơ sở bị yêu cầu tháo gỡ quảng cáo vi phạm. Cùng lỗi vi phạm trên, có cơ sở kinh doanh thẩm mỹ tại số 148 Nguyễn Văn Cử, thành phố Vinh. Đặc biệt, cơ sở kinh doanh thẩm mỹ Hồng Ngọc tại địa chỉ 286 Nguyễn Văn Cử, thành phố Vinh, tự quảng cáo là Thẩm mỹ viện quốc tế công nghệ từ Hoa Kỳ, hệ thống thẩm mỹ lớn nhất Việt Nam, kèm theo ảnh nhiều người mặc áo blue trắng. Tên của cơ sở này na ná một thương hiệu bệnh viện lớn cũng gây ra nhiều hiểu lầm cho khách hàng. Cơ sở đã bị xử phạt về hành vi quảng cáo có sử dụng các từ ngữ nhất, duy nhất, tốt nhất, số 1 hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định. Trong thời gian tới, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An sẽ kiểm tra, xử lý đối với tất cả các cơ sở kinh doanh vi phạm về quảng cáo. Tham gia group Tâm sự Giao Kéo để cập nhật kiến thức phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam.